chào quý vị các bạn. Trên hình các bạn thể thấy đây là phần khay SIM của Huawei Nova 3E đã có mặt tại di động cao cấp.vn, được gắn chết trên bảng main của máy như này. Các bạn để ý các cái chân đồng chân tiếp xúc của máy. Cái chân đồng khi chúng ta vô tình làm rơi va đập hoặc là dùng không đúng chuẩn SIM, chúng ta rút ra rút vào làm phần chân SIM lấy đồng cong vênh móp méo làm cho máy không nhận SIM. Hiện nay di động cao cấp.vn có mọi loại linh kiện trên Huawei Nova 3E nói chung và phần khay SIM của Huawei Nova 3E nói riêng thay mới với các bạn. Vì các bạn chỉ cần cầm máy qua các địa chỉ của di động cao cấp.vn, chúng tôi tiến hành thay mới với các bạn nhanh chóng, an toàn và tiện lợi. Thông tin cụ thể hơn, chi tiết hơn về dịch vụ thay mới khay SIM thẻ nhớ trên Huawei Nova 3E, quý vị các bạn vui lòng liên hệ 024 66 750 99. Kỹ thuật viên từ di động cao cấp.vn sẽ tư vấn và hướng dẫn cụ thể với các bạn nhanh chóng, an toàn và tiện lợi. Xin cảm ơn quý vị các bạn.